Lưu nha, mã số là 81. Mã số 81 là một cây hải châu lá nhỏ nha. Cây này lá rất là nhỏ luôn, đang bung lọc rất là nhiều luôn đó nha. Đó, cây đang bung lọc rất là nhiều luôn. Cây này ba thân chung cốt nha. Tổng hoàn là 28. Tổng hoàn 28 nha. Cây cao đến đầu thân chính là 45. Chậu nhựa nuôi lọt lòng là 31 nha. Cây này nhà vườn xin giao lưu là 2000k bao ship luôn. 2000k bao ship nha, 2 triệu bao ship luôn. Đó, phô này rất là ok luôn. Phô này mình làm form thiên nhiên là tuyệt vời luôn. Cây gì trên hình nền đẹp vậy anh? Hình nền là cây sam núi. Thì sam núi thì nãy anh cũng có hỏi một lần là dạ rồi, mã số 81 nha, là một phôi hải châu lá nhỏ. Cây này nhà vườn xin giao lưu là 2000k bao ship nha. Dạ anh Vinh Xuân ơi, cây trên hình nền là cây sam núi bông nha anh. 2000k bao ship. Mã số 81. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn nha. Nếu mình xem offline lại còn thì ủng hộ nhà vườn luôn.